thấy luôn. Đáng lẽ này hai hổ binh bắt một mà tại y sinh đúng không? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm mắt thân nhìn cuộc đời can đa, kính thưa ông Phen Ven Ben. Hôm nay mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tại xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Được biết có bà cụ Trần Thị Lòng, 78 tuổi, thì mang căn bệnh mà rất ngặt nghèo, cũng khó khăn, thì cũng bệnh lâu năm. Hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã được anh em bè bạn giới thiệu, được biết đến cụ bà đã bệnh, đến nơi đây để trao một phần quà của ông, phần gà của ông bà Phen Ven Ben đã tài trợ. Thì phần quà này 200.000 tiền mua quà và 1.000.000 tiền mặt. Thì kính mong cả nhà xem qua được biết và hỗ trợ cho nhóm mắt nhìn cuộc đời Bến Tre có kinh phí ghi hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt như vậy được nhiều hơn nữa. Thì đây là cô con gái của cụ bà. Thì kính mong cả nhà thì nghe qua những lời thăm hỏi. Cô ơi, cho hỏi thăm cô cụ bà họ tên gì vậy cô? Dạ Trần Thị Lòng. Dạ, bà bao nhiêu tuổi? Dạ 78 tuổi. Dạ, vậy cũng đúng như trong giấy nha mình ha. Dạ. Thì bà bệnh ngay bao lâu rồi cô? Dạ 9 năm. 9 năm rồi. Thì bà hồi trước là cũng bệnh gì rồi giờ sao cái bệnh gì nữa cô kể cho những bệnh hoạn của bà. Dạ bệnh tiểu đường. Dạ. Tai biến. Tai biến. Dạ, với ưu nan hiện nãy hưu cũng có đã mới vừa mổ rồi ha. Dạ. 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 Thì bà cũng bệnh nhiều năm nên vậy hôm nay nhờ mắt nhìn cuộc đời Bến Tre cả được anh chị em địa phương gây giới thiệu đến gây gửi vào cận nhà để trao cho cụ bà một phần quà yêu thương của ông Phen Ven Ben. Thì nhà mắt nhìn cuộc đời Bến Tre cũng kính mong quý nhà hảo tâm mạnh thường quân thì xem qua thì hỗ trợ cho mắt nhìn cuộc đời Bến Tre có nhiều kinh phí để đi trao tặng những hoàn cảnh đặc biệt về được nhiều hơn nữa. Thì hôm nay cô ơi, hôm nay mắt nhìn của tôi Bến Tre qua tặng phần quà yêu thương cho đến gia đình thì cô có gọi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm mạnh thường quân thì cho cụ cư xin cái ấy gần cho gửi nhà hảo tâm đó cô. Dạ, con đang khổ nhưng già hảo tâm giúp đỡ thì xin chân thành cảm ơn. Dạ. Cảm ơn quý nhà mạnh thường quân và hảo tâm. Dạ, thì kính thưa cả nhà, thì xem qua được biết thì hoàn cảnh nó rất là khó khăn. Cũng kính mong quý cô chú anh chị em mắt nhìn cuộc đời can ga để hỗ trợ kinh phí cho nhóm thiện nguyện mắt nhìn cuộc đời Bến Tre được đi trao tặng nơi vào tận nhà những bệnh nhân đặc biệt gì hơn nữa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, rất kính chào.